Đi học sinh đến ngày 23 tháng 2. Nhiệt Ba có tin vui. Dương Tử Biết Thuật dịch dung, Thái Tử Khôn thay Phi Vũ Hỏa Lý Tuân. Weibo ngày hôm nay là loạt ảnh mới của Bạch Lộc Triệu Lộ Tư, Thái Tử Khôn và gây tranh cãi nhất là của Dương Tử. Trên phim trường nhan sắc của Tống Tổ Nhi và Ngô Thư Hân khiến cộng đồng mạng phải mê mẩn. Còn Vương Nhất Bác có vẻ anh lại sắp có phim mới. Hãy cùng chúng tôi điểm qua loạt ảnh của ngày hôm nay. Đã rất lâu rồi Dàn Sao Hoa Ngữ không xuất hiện, tham gia các sự kiện thời trang lớn. Năm nay Dàn Sao Đình Đám đã bắt đầu trở lại với các tuần lễ thời trang. Điển hình nhất có Trình Tiêu, Thái Tử Khôn và Trần Đập Nông. Bắt mắt nhất trong mấy ngày đây có vẻ là vẻ ngoài điển trai cực phẩm của Thái Tử Khôn. Anh chàng diện mái tóc vàng, thần thái cực cuốn hút khi đổ bộ tuần lễ thời trang Milan diễn ra tại Italia. Với tạo hình này, Thái Tử Khôn khiến chúng tôi và nhiều cộng đồng mạng nhớ đến hình ảnh ngông nghênh của anh chàng Lý Tuân trong chiếc bật nửa và váy công chúa. Năm ngoái từng có một Lý Tuân ra sân Phi Vũ gây bão, năm nay thì có một Lý Tuân như xẻ sách bước ra ở tuần lễ thời trang Milan, đó chính là Thái Tử Khôn. Trong khi Dàn Sao kể chuyện đang vi vu nước ngoài thì Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư lại thong thả quay ảnh thường ngày. Cả hai cô nàng này đều đang bận quay phim, nhưng không vì thế mà quên fan đâu nha. Với Bạch Lộc, cô nàng chụp vài tấm hình trên xe, tuy không được chỉn chu nhưng vẫn rất xinh xắn. Triệu Lộ Tư cũng ngọt ngào với tạo hình đơn giản, là da trắng cùng với vẻ mặt tươi tắn. Khiến cộng đồng mạng phải bàn luận nhiều nhất chính là Dương Tử, có vẻ đoạn quảng cáo khi trước có nhan sắc nhạt nhòa đã làm cư dân mạng rất thất vọng. Nên dù sau đó studio có đăng ảnh đẹp đến mấy thì Dương Tử vẫn bị cả ghịa, thậm chí có người nói chờ cô lên livestream xem có ổn thật hay không. Và khi đoạn livestream đã cho thấy Dương Tử hôm nay có trạng thái khá tốt, nhưng vì đoạn video giới thiệu trước đó trông kém xinh nên Dương Tử bị cho là xài filter khi livestream, nhan sắc nhờ thế mới lên hưởng được một chút. Ảnh hậu trường hôm nay không có nhiều nhưng chất lượng. Đầu tiên phải kể đến nhan sắc của Tống Tổ Nhi trong khom lưng. Cô nàng quả thật rất hợp với cổ trang, tạo hình nào cũng đẹp lộng lẫy. Mà vẻ mặt tươi tắn dễ thương của Tống Tổ Nhi cũng gây được thiện cảm với mọi người. Trong khi đó Ngô Thư Hân lấy ảnh diện đồ trắng. Không biết là tình tiết gì mà Ngô Thư Hân phải đeo cả miếng vải trắng để che mắt. Nhưng dù có che hay không thì nhan sắc của cô nàng vẫn xứng đáng 10 điểm. Với lại mấy tấm ảnh này chụp xa hơi mờ nhưng vẫn không dịp được nhan sắc của nữ chính Vân Trí Vũ. Bộ phim Nhật Nhật mới đây đã tung poster của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột. Dù bộ vô danh có làm Vương Nhất Bác bị cười chê nhưng tài nguyên của anh chàng vẫn luôn như diều gặp gió. Điều này quả thật rất đáng mừng. Bên cạnh Nhiệt Nhiệt thì gần đây Công Tố Tình Anh cũng có tin tức mới. Phim sẽ lên sóng bắt hàng 3 sắp tới. Nếu thực sự lên sóng, Địch Nệ Nhiệt Ba sẽ phải ra mặt tuyên truyền cho bộ phim. Và nếu không xuất hiện thì e rằng tin đồn lại vây quanh cô nàng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.